Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt bản án sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho ba cha con ông Trần Quý Thanh. Trước đó, xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với số tiền 183 tỷ đồng mà bà Phạm Thị Nụ là vợ của ông Trần Quý Thanh nộp khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra, hội đồng xét xử xét thấy ông Trần Quý Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại số tiền này cho bà Nụ. Hội đồng xét xử nhận định về bản chất của vụ án, cha con ông Trần Quý Thanh thực hiện giao dịch dân sự với vai tiền đối với bốn bị hại là không trái pháp luật tuy nhiên để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật và sau khi nhận được các quyền tài sản từ bị hại tức là người vay tiền thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối nại ra lý do để từ chối thanh toán làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản từ đó các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản là phần trị giá tài sản tranh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay chia trả Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của bốn bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, ông Lâm Sơn Hoàng hay ông Nguyễn Huy Đông tổng số tiền là 1.048 tỷ đồng. Đối với các giao dịch vay tiền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại với phía ông Trần Quý Thanh được giải quyết theo bộ luật dân sự về vay tài sản và ghi nhận các thỏa thuận không trái với quy định pháp luật của các bị hại và các bị cáo tại phiên tòa cụ thể tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận về số tiền vốn và lãi đôi bên giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng ông trần quý thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả lại tiền cho vay và hủy các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn 531 tỷ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt do bà Kim Oanh không có tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra. Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đến từ công ty Minh Thành về việc trả lại 65 tỷ đồng đã nhận từ ông Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ phần công ty. Đối với các quan hệ giao dịch dân sự khác giữa bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, các bên có quyền khởi kiện vụ án khác nếu có tranh chấp. Ngày 24 tháng 4, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi bị cáo Trần Quý Thanh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981, Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm luận tội các bị cáo, theo đó giữ quan điểm truy tố các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh từ 9 đến 10 năm tù, Trần Uyên Phương từ 5 tới 6 năm tù và Trần Ngọc Bích từ 4 tới 5 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân xác định bản chất hợp đồng chuyển nhượng tài sản của ông Thanh và bốn bị hại gồm Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Trung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh là cho vay. Tuy nhiên, việc cho vay này bị che giấu bởi các hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần dự án. Cụ thể, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông Thanh và hai con gái cho bốn cá nhân trên vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Bên cho vay không làm giấy tờ vay mượn mà yêu cầu những người cần vay tiền phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Số tài sản này gồm bất động sản, cổ phần của dự án bất động sản. Hình thức hợp đồng này được xác định là giả cách, là thỏa thuận giả tạo để che giấu việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh lại nhiều lý do để không trả lại cho chủ tài sản. Theo viện kiểm sát nhân dân, bị cáo Trần Quý Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính kiểm sát viên giữ quyền công tố đánh giá trước đó các bị cáo không thành khẩn, tuy nhiên qua phần xét hỏi tại tòa, họ đã nhận thức hành vi thành khẩn khai báo. Các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên, tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận như tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho xã hội kinh tế địa phương, phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả hơn 183 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo Trần Quý Thanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 4 do thẩm phán Huỳnh Minh Trực làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gồm ông Vũ Tất Bà, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông. Có bốn luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, gồm luật sư Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức và luật sư Nguyễn Trường Sơn. Trong vụ án này, bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông được xác định là bị hại. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai và 34 cá nhân khác. Theo truy tố, từ năm 2019 đến năm 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quý Thanh và hai con đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền. Cha con ông Trần Quý Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Để hợp thức việc cho vay tiền, cha con ông Trần Quý Thanh đã ký các cam kết bán lại tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản. Hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản. Theo chỉ đạo của ông Thanh, hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó nhóm của ông Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc tiền lãi theo thỏa thuận, thì cha con ông Trần Quý Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc, vân vân. Cuối cùng, mục đích của nhóm ông Trần Quý Thanh là cố tình chiếm đoạt tài sản của bị hại. Bằng cách thương này, theo cáo buộc, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại. Cụ thể các tài sản gồm hai dự án Minh Thành, Nhân Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh. 29 thửa đất được tách ra từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Trung. 4 thửa đất ở thành phố Thủ Đức, của ông Lâm Sơn Hoàng và hai thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đồng. Tổng giá trị các tài sản theo giám định của cơ quan tố tụng là hơn 1.040 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 4, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bà Trần Thị Hiền, 49 tuổi, là mẹ của nữ sinh rau gà ở Điện Biên, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Vi Thị Thu mua hai bánh heroin với giá là 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá là 150 triệu đồng một bánh. Công và Lương Văn Hồng bán số ma túy này cho bà Trần Thị Hiền với giá là 160 triệu đồng một bánh, nhưng bà Hiền nợ 30 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vi Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ con gái bà là nữ sinh Cao Mỹ Duyên để ép trả tiền. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức ngày 30 Tết Nguyên đán, công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân vợ mua gà để lừa nữ sinh giao gà tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm của Công đã khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo. Cuối tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xử phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù vì thị thu, tù trung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa, hai bị cáo là Hiền và Thu đều kháng cáo kêu oan. Toán, Công và Hùng không kháng cáo năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau. Một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Tuy nhiên, sau đó, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao kháng nghị đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Đây là phiên xử phúc thẩm lần 2 của vụ án. Ngày 19 tháng 3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm nhưng đã quyết định hoãn tòa do bà Trần Thị Hiền bị ngất. Tại phiên tòa lần này, trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, khi chủ tọa kiểm tra căn cước, bà Trần Thị Hiền đã bật khóc nước nở khi được hỏi về con gái Cao Mỹ Duyên, sinh năm 1997, là nữ sinh bị cưỡng bức sát hại khi đi rau gà. Trả lời hội đồng xét xử, bà Hiền khẳng định là bị oan, giữ nguyên đơn kháng cáo. Về nội dung kháng cáo, do sức khỏe yếu, bà Hiền nhờ các luật sư trình bày. Trong kháng cáo, bà Hiền cho rằng vụ án của bà được công an xác định là vụ án từ nội dung tố giác của chính những người đã sát hại con gái bà là không khách quan, có động cơ vụ án đổ tội. Sau khi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, 9 ngày sau, nhóm Toán, Công, Hùng mới bị bắt nên nhóm bị cáo có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau, nhận dạng bà Hiền để tạo dựng lời khai gian dối. Bà khẳng định không phải là người mẹ vì tiền nên không cứu con. Bà khẳng định không nợ tiền, không buôn ma túy với Toán, Công hay Hùng được trình bày ý kiến sau khi luật sư đọc lại đơn kháng cáo, bà Hiền tiếp tục khóc nước nở và nói: "Toán, Hùng, Công đã chót giết con gái tôi, tôi không thù oán gì với các bị cáo, vì họ đã phải chịu hình phạt thích đáng, tôi chỉ mong họ nói lên sự thật để tôi được minh oan." Bà Hiền phân trần. Ngày 22 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền 49 tuổi về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Hiền là mẹ nữ sinh rau gà ở Điện Biên bị sát hại vào dịp Tết năm 2019. Trong vụ án này, bị cáo Vì Thị Thu, 42 tuổi, là vợ bị cáo Vì Văn Toán, một trong những hung thủ sát hại nữ sinh rau gà, cũng kháng cáo kêu oan. Vào tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. Sau khi xét xử, tòa phúc thẩm cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau, một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của Trần Thị Hiền. Tại phần xét hỏi, bà Hiền liên tục kêu oan, đề nghị hoãn phiên tòa do vắng tất cả các luật sư bào chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa. Sau đó, trong quá trình xét hỏi, bà Trần Thị Hiền sức khỏe yếu, bị ngất, phải đi kiểm tra y tế. Do các điều kiện không đảm bảo, hội đồng xét xử bắt buộc phải hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, vì thị thu 42 tuổi, là vợ của bị cáo vì văn toán, một trong những hung thủ sát hại nữ sinh rau gà, đến khu vực biên giới mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá là 150 triệu đồng một bánh. Công cùng với Lương Văn Hồng đem ma túy bán cho Trần Thị Hiền với giá là 160 triệu đồng một bánh. Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vì văn toán. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị Hiền kêu oan cho rằng các bị cáo là Công và Toán đã khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc giết hại con gái mình là Cao Mỹ Duyên. Bà Hiền cho rằng không thể chỉ dựa vào lời khai của nhóm Toán để kết tội mình. Trong khi đó, các bị cáo là Công, Toán, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bào chữa cho bà Hiền, luật sư Giang Hồng Thanh từng đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại nhằm làm rõ thêm căn cứ chứng minh thân chủ của mình mua ma túy của Bùi Văn Công. Liên quan vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại vào dịp Tết năm 2019, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức là ngày 30 Tết Nguyên đán, công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân vờ mua gà để lừa Mỹ Duyên trở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm công đã khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo.